Chương trình này được bảo trợ bởi Mỗi sáng, hãy tận hưởng ly Premium Roast Coffee vừa mới pha tại tiệm McDonald's có tham gia. Loan Factory 714-444-9999, khách bạn so sánh. Chin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Mua bất cứ khẩu phần combo nào tại tiệm McDonald's sẽ được một crispy chicken sandwich chỉ 1 đồng. Trở lại với phần thứ tư của Cà Phê Sáng ngày thứ năm, ngày 2 tháng 12 ngày hôm nay đó, thì chúng tôi đang nói về cái vấn đề phá thai. Và như anh Thái nói là sẽ trở lại với cái bệnh Mongolian. Mà cái bệnh đó thì nước nào cũng có hết. Và tại sao cái bệnh đó thì nó lại liên quan tới cái vấn đề mà gọi là cái luật chống phá thai hiện nay đang được bàn cãi thưa anh? Thực sự ra cái chuyện mà chống phá thai hoặc là ủng hộ phá thai cũng phải nói lại như vậy này. Cái cuộc thảo luận hai ngày hôm nay tại Tư cách Pháp viện Mỹ đó, họ nêu ra hai cái chủ đề. Trong tiếng Anh gọi là pro-choice or pro-life. Pro-choice là để cho người phụ nữ được quyền quyết định và chọn lựa trên cơ thể của mình. Còn pro-life là không có đặt vấn đề đó ra. Chúng tôi không muốn có chuyện phá thai. Thì đó là cái cuộc thảo luận hiện nay tại Tư cách Pháp viện. Nhưng mà đó là tổng quát thôi. Khi đi vào chi tiết, người ta mới hỏi là tới bao nhiêu tháng thì không được phá thai. Trong trường hợp loạn luân có được phá thai không? Trong trường hợp một đứa bé mà hội đồng y khoa, bác sĩ 3-4 người chẩn bệnh cho bà mẹ nói rồi, con của bà nó bị một cái bệnh mà khi sinh ra đời đó, cả cuộc đời nó còn lại nó không khỏe mạnh, nó không hạnh phúc, nó bị tinh thần, nó bị thể chất, bản thân bà cũng sẽ bị những cái hậu quả sau đây. Your choice. Bây giờ cái quyền là chọn lựa của bà. Pro-choice, pro-life là cái quyết định của bà. Thì lúc nãy chúng tôi có đề cập tới một cái bệnh gọi là bệnh Mongolian ấy. Bởi vì tất cả những đứa bé sinh ra trên cái quả đất này, nếu mà mẹ bị cái Down syndrome đó, mà sinh ra một đứa bé bị mắt xếch lên như vậy, môi dày, trí tuệ không phát triển được như là một đứa trẻ, và tuổi thọ tối đa vào khoảng 30 tuổi, thì cái bệnh đó người ta gọi là bệnh Mongolian. Tất cả những đứa trẻ trên quả đất này sinh ở nước nào mà bà mẹ bị cái Down syndrome đó, thì đứa con sinh ra đời có cái nét mặt giống như người Mông Cổ. Thì bây giờ với những trường hợp mà bây giờ bác sĩ họ nói rất rõ ràng là với những cái này đó, bằng chứng y học cho thấy là thử nước ối này, thử cái gì ở đầu gối vân vân á, thì bà sẽ sinh con ra và cái nguy cơ mà đứa bé nó bị một số những bệnh sau đây thì bà quyết định sao? Đó là tôi các pháp viện sẽ phải thảo luận tới. Nó không đơn giản, nó không chỉ là cái chuyện như là bây giờ tôi các pháp viện xin lỗi quý vị, như là bên Texas, ông thống đốc Greg Abbott, ông bảo rằng tới 6 tháng là stop, không có đặt vấn đề gì nữa ra hết. Dù là loạn luân, dù là bị Down syndrome là không được quyền phá thai. Nhưng mà đó là bây giờ cái quyền người phụ nữ, họ bảo là tôi đẻ ra trên cuộc đời này, tôi hiện diện trên quả đất này, tôi được quyền chọn cái hạnh phúc và sự khổ đau cho cá nhân tôi. Thì bây giờ bác sĩ của tôi họ đã nói rằng tôi đẻ con ra thì con tôi nó sẽ bị như thế này. Ông thống đốc, ông có quyền gì để ông bảo rằng tôi sẽ chịu đựng suốt cuộc đời tôi với một đứa con mà nó cũng không hạnh phúc. Và bản thân tôi lo lắng cho nó, tôi bị depressed. Tại sao có những người mẹ mà họ giết con hoặc là họ đưa 3-4 đứa con đi ra một cái xe họ lao xuống hồ? Bởi vì họ depressed quá đi. Thì đó là những cuộc tranh cãi mà không có tính cách bình thường mà nó là đạo đức với lại khoa học. Tại sao nước Mỹ tranh cãi cái chuyện này nặng? Cứ mỗi lần bầu cử bầu kéo là người ta hay đặt vấn đề này ra. Nó có yếu tố tôn giáo. Đã một cách gần như là tuyệt đối của nước Mỹ đó là những người theo người là Thiên Chúa Giáo. Dù họ là phản thể, tức là Protestant hay là Catholic như là ông Joe Biden ấy, thì những người đều tin một cái điều là chỉ có Thượng Đế mới được quyền quyết định rằng một người sống hoặc một người chết. Con người không được quyền quyết định trên sinh mạng của người khác. Cho nên nó ràng vào cái chuyện hiến pháp của nước Mỹ. Chứ còn nếu không á,
thì mọi việc nó sẽ tương đối nó đơn giản hơn nhiều. Nhưng bởi vì nó đơn giản cho nên nó có thể đi tới một cái việc quá đà, là người ta gọi là sống một cách nó buông thả quá, nó phóng túng quá. Không biết anh Nguyễn Trường có để ý không, tôi cứ đi làm tôi thấy rằng tại quận Cam này này, có những cái xe chở mười mấy người, những em nhỏ 13, 14 tuổi đi, gương mặt giống nhau lắm mà bị Mongolian. Và có một ông hoặc một bà làm việc cho sở xã hội dẫn các em đi ra ngoài công viên. Và các đoàn xe như vậy có nhiều khi 3, 4 nhân viên xã hội lo cho các em ăn, này, đi chơi ngoài công viên. Đó là những khoản tiền kinh khủng mà chính phủ liên bang và chính phủ tiểu bang trả. Thì những cái chuyện này sẽ được thảo luận hết á. Bởi vì nó chỉ không đơn giản là yes or no trong cái chuyện, cái ranh giới nó mơ hồ lắm. Người ta có thể đặt ra một số những trường hợp nữa. Là bây giờ người ta bảo rằng nếu mà tôi cao pháp viện phán quyết là modify, tức là gọi là chỉnh lại một phần nào đó cái đạo luật 1913 hoặc là hủy bỏ nó, thì bây giờ cái quyền tiểu bang sao? Chúng ta có 50 tiểu bang nước Mỹ và một số những lãnh thổ tự trị. Vấn đề là 5 tiểu bang nước Mỹ đó Đảng Cộng Hòa quyết định sao? Đảng Dân Chủ quyết định sao? Hai phía là những hai cái lập trường khác nhau về cái chuyện pro-choice and pro-life. Và câu chót, chúng ta đừng nghĩ rằng Đảng Dân Chủ là cổ xíu phá thai, không có. Đảng Dân Chủ là những người nói rằng chúng tôi tôn trọng cái quyền của người phụ nữ được quyết định trên cơ thể của họ. Chứ còn cái chữ cổ suý tức là encourage, tức là bảo phá thai đi, thì đó là cổ suý. Còn không, Đảng Dân Chủ họ chỉ bảo rằng nếu bà bảo rằng bà quyết định cái chuyện đó thì that's your choice. Hồi nãy anh có nói là tiểu bang Texas là tiểu bang mà nó có những cái đạo luật về phá thai đó, nó từ tháng 9 năm rồi, nó gây gắt. Thế thì tại sao cái người mà muốn phá thai ở Texas á, họ không đi qua tiểu bang kế bên? Tiểu bang kế bên nó lẹ nên hơn. Không đơn giản. Driver license anh phải không? À, tức là nó còn có anh phải có cái gọi là cái nơi cư trú thường trực của anh, chứ đâu phải anh muốn đi loạn như vậy thì nó dễ lắm. Và nó chưa kể cái này nữa, cái này mới là vấn đề của Texas đi. Là một người dân bình thường được quyền tố cáo với cơ quan an ninh rằng cái cơ sở đó đang thực hiện cái chuyện phá thai cho người khác. Và một cái số người này đã có những âm mưu đi qua tiểu bang khác phá thai mặc dù họ là cư dân của Texas. Ôi, đó mới là vấn đề tranh cãi của Texas. Cho người dân người ta bảo là, hay là Mississippi mấy ngày hôm nay chẳng hạn, họ bảo là tới 15 tháng là không được phá thai nữa. 15 tuần là không được phá thai nữa. Thì bây giờ 15 tuần là bao nhiêu tháng? 3 tháng rưỡi. Texas tới 6 tháng. Mà Mississippi bây giờ còn rút ngắn cái thời gian đó lại. Cho nên cái case mà được thảo luận nhiều nhất từ qua tới giờ đó là cái trường hợp tại Mississippi. Để quyết định sao? Mình chưa biết. Nhưng mà thưa quý vị, còn ít phút nữa cho phép chúng tôi nhắc cái này này. Đây là cơ quan bưu điện của Mỹ, US Postal Service, nhắc nhở chúng ta là nếu chúng ta muốn cái quà Giáng sinh của chúng ta gửi bằng bưu điện mà đến tay người thân bạn bè đó vào dịp Giáng sinh, thì đây là một số điều kiện sau đây. Nếu mà chúng ta gửi bằng hệ thống USPS thì ngày chậm nhất chúng ta phải mail cái thùng nó ra là 15 giây tháng 12. Nếu chúng ta gửi first class, tức là gọi là cái gì đó, bill hạng nhất á, thì ngày cuối cùng là 17 giây tháng 12. Nếu chúng ta gửi cái thùng mà bằng first class cũng là 17 tháng 12. Gửi priority mail thì 18 tháng 12. Gửi Priority Mail Express hay là 23, 24 tới nơi. Có hai tiểu bang mà chúng ta cần phải để ý là Alaska và Hawaii, bởi vì khoảng cách nó xa quá. Nếu mà chúng ta gửi bằng bình thường á, USPS thì ngày hôm nay là hạn chót để gửi, để thì cái thùng quà sẽ tới được. Còn nếu mà gửi bằng First Class Mail thì là 18. Priority Mail 18, December 21 là dành cho Priority Mail Express. Hawaii 17 December là dành cho First Class và Priority Mail, và ngày 21 là dành cho Priority Mail Express. Cảm ơn quý vị theo dõi trong suốt một tiếng đồng hồ vừa qua với Cà Phê Sáng ngày thứ năm ngày hôm nay, và ngay sau Cà Phê Sáng sẽ là Thời sự Thế giới trực tiếp cùng với Hoàng Trọng Thụy và Thảo Yên. Xin kính chào quý vị, xin chào anh Thái. Xin kính chào quý khán giả và chào anh Nguyễn Trường. We'll be right back.
cảm hứng muôn nơi, hãy đi tìm.